Thưa quý vị, ngày 5 tháng 12, Nga lại một lần nữa tập kích tên lửa diện rộng và các mục tiêu hạ tầng năng lượng và quân sự trên khắp Ukraine, khiến thủ đô Kiev và một số khu vực của nước này lại chìm trong bóng tối. Các cuộc tập kích này cũng làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc đưa binh sĩ, vũ khí, trang thiết bị quân sự ra tiền tuyến. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 5 tháng 12, lực lượng không quân Ukraine thông báo tổng cộng hơn 70 tên lửa đã được phóng đi. Theo thông tin sơ bộ, 38 tên lửa hành trình bao gồm KH-101, KH-555 đã được phóng từ 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-95M từ biển Caspi và Volgodonsk, vùng Rostov. Đối phương cũng tấn công bằng 22 tên lửa hành trình Kalib từ các tàu của hạm đội Biển Đen. Ngoài ra, Ukraine còn bị tấn công từ Biển Đen bằng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 với 3 tên lửa hành trình, cũng như máy bay chiến đấu Su-35 với 6 tên lửa dẫn đường. Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ hơn 60 tên lửa của Nga. Tuy nhiên, một số tên lửa vẫn đánh trúng mục tiêu. Kiev cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Nhiều khu vực tại Ukraine rơi vào cảnh mất điện và nước sau khi Nga tiến hành cuộc tập kích tên lửa mới nhất. Odessa dường như là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Maxim Marchenko, người đứng đầu chính quyền Odessa cho biết, cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực này đã bị hư hại và các tòa nhà dân sự cũng bị tấn công, khiến hai người bị thương. DTEK, một trong những nhà cung cấp điện lớn của Ukraine cho biết, đã có sự cố mất điện khẩn cấp ở các vùng Kiev và Dnipropetrovsk. Chúng tôi sẽ nối lại lịch trình cấp điện ngay sau khi hệ thống điện ổn định trở lại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tôi muốn cảm ơn lực lượng phòng không, các kỹ sư năng lượng và người dân của chúng tôi. Lực lượng phòng không đã đánh chặn hầu hết các tên lửa. Các kỹ sư điện lực đã bắt đầu khôi phục điện. Người dân của chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Thủ tướng Denis Shmyhal cáo buộc Nga tìm cách đẩy Ukraine vào bóng tối và lạnh giá, nhưng không thành công. Các trạm điện ở vùng Kiev, Vinnytsia và Odessa đã bị tấn công. Một số khu vực phải cắt điện khẩn cấp để cân bằng hệ thống điện và tránh tai nạn. Đợt tấn công không chỉ làm gián đoạn nguồn cung điện, nước ở các thành phố lớn của Ukraine, mà còn làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt trên khắp nước này. Trong thông cáo phát đi cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, Moscow dùng các máy bay ném bom chiến lược để tập kích hàng loạt nhằm làm gián đoạn hoạt động vận chuyển binh sĩ, vũ khí và trang thiết bị quân sự của Ukraine ra tiền tuyến bằng đường sắt. Cuộc tập kích đã đánh trúng toàn bộ 17 mục tiêu đề ra. Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập kích tên lửa diện rộng ở Ukraine kể từ ngày 10 tháng 10, khiến hạ tầng năng lượng của nước này bị thiệt hại nghiêm trọng. Theo giới quan sát, mục tiêu của Moscow là làm gián đoạn mạng lưới hậu cần Ukraine và buộc Ukraine san sẻ bớt nguồn lực để bảo vệ hạ tầng phía sau chiến tuyến, từ đó làm chậm đà phản công của Kiev. Theo Kiev, chiến thuật của Moscow nhằm biến các thành phố lớn của Ukraine thành những nơi không thể sống được, vượt quá sức chịu đựng, buộc Ukraine phải đồng ý ngồi vào bàn đàm phán theo các điều kiện của Nga. Lý giải về các cuộc tập kích tên lửa vào cơ sở hạ tầng Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các cơ sở hạ tầng này hỗ trợ khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine và các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc. Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc Mỹ, NATO đang trực tiếp tham gia cuộc chiến ở Ukraine khi cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine trên lãnh thổ các nước NATO. Đây cũng là một lý do khiến Nga tập kích tên lửa vào các mục tiêu tại Ukraine. Ukraine cho rằng, sau các đợt tập kích diện rộng liên tiếp, kho tên lửa của Nga đang cạn kiệt và có thể chỉ đủ thực hiện không quá 3 cuộc tấn công với quy mô như vậy nữa. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ nhận định này của Kiev cũng như của phương Tây, tuyên bố Nga chưa sử dụng hết vũ khí cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mùa đông không chỉ gây khó khăn cho người dân và quân đội Ukraine, mà còn khiến hỏa thần HIMARS mà Washington viện trợ cho Kiev lộ ra sơ hở chí mạng là giảm uy lực khi gặp thời tiết khắc nghiệt. Liệu đại tướng mùa đông có đang gián tiếp giúp quân đội Nga từng bước kiểm soát lại thế trận? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo Eurasian Times, sự xuất hiện của HIMARS trên chiến trường Ukraine từ tháng 6 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trên chiến trường.
HIMARS được xem là vũ khí làm thay đổi cuộc chơi khi giúp phá hủy các kho vũ khí, tuyến tiếp tế hậu cần quan trọng của Nga trên chiến trường. Tác động lớn nhất của HIMARS là khiến Nga phải rút quân khỏi thành phố chiến lược Kherson sau khi bị cắt đứt gần như toàn bộ tuyến tiếp viện. Tới nay, Mỹ đã viện trợ 20 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine. Tuy nhiên, theo giới quan sát, HIMARS đang đối mặt với những thách thức có thể ảnh hưởng tới hiệu quả tác chiến của vũ khí này trong thời gian tới. Theo nhà phân tích quân sự và phi công kỳ cựu của Không quân Ấn Độ, Vijender K. Thakur, hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS không phù hợp cho các hoạt động chiến đấu vào mùa thu và mùa đông ở khu vực Đông Âu. Chuyên gia Vijender Kumar Thakur nói rằng, lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine đã gặp phải một số vấn đề khi mùa đông đến và nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Một sĩ quan Nga đang tác chiến ở khu vực Donetsk nói rằng, tần suất Ukraine sử dụng HIMARS đã giảm đáng kể khi mùa đông bắt đầu. Quân đội Ukraine được cho là đang gặp khó khăn với việc lá chắn phòng không suy giảm. Ngoài ra, khi tuyết rơi, các máy bay không người lái của Nga có thể nhìn thấy rõ dấu vết di chuyển của các phương tiện Ukraine trên tuyết, qua đó xác định vị trí lực lượng Ukraine. Ông Thakur giải thích thêm rằng, những hạn chế đối với HIMARS của Ukraine khi bắt đầu mùa đông đã làm giảm khả năng vận hành, thường sử dụng chiến thuật, bắn và chạy của hệ thống. Theo đó, HIMARS có thể khai hỏa cả loạt đạn trong vài phút rồi nổ máy, rời khỏi vị trí chiến đấu với tốc độ tối đa 85 km/h. HIMARS có thể nhanh chóng ẩn nấp sau những tán lá, chẳng hạn trong một khu rừng gần đó. Tuy nhiên, việc cây đã rụng hết lá khi mùa đông đến làm tác động tới khả năng ẩn nấp cho HIMARS để tránh bị phản pháo. Do đó, các máy bay không người lái, vệ tinh và thiết bị quân sự trên không của Nga như Tu-214R có thể phát hiện hệ thống HIMARS dễ dàng. Thời tiết ẩm ướt, tuyết lạnh cũng khiến khí tài di chuyển khó khăn hơn, ảnh hưởng tới chiến thuật bắn rồi chạy hiệu quả mà HIMARS áp dụng trong nhiều tháng. Vào tháng 11, Eurasian đưa tin rằng Nga đã triển khai hệ thống phá phần lực phóng loạt Tornado-S trên thực địa ở Ukraine. Tornado-S có độ chính xác cao nhờ sử dụng tên lửa dẫn đường. Đáng chú ý, Tornado-S có tầm bắn 120 km, xa hơn so với tầm bắn của HIMARS. Các hệ thống phá phản lực Tornado-S của Nga có thể bắn 12 tên lửa dẫn đường GLONASS 300mm ở khoảng cách 120 km với độ chính xác tương tự như HIMARS và giảm thời gian sẵn sàng phóng xuống còn 3 phút. Do hệ thống HIMARS đã tiếp xúc nhiều với máy bay trinh sát và tên lửa của Nga, các điểm phóng HIMARS hiện nay được cho là đã giảm. Nga đã triển khai nhiều máy bay không người lái trinh sát hơn, có thể phát hiện và nhận ra dấu vết của HIMARS trong bùn và tuyết, dẫn giúp phát hiện vị trí của chúng. Chuyên gia Thakur cho biết, HIMARS từng tham chiến hiệu quả ở Afghanistan, Iraq và Syria. Tuy nhiên, điểm chung của các khu vực trên đều là địa hình nhiều cát và thời tiết nắng nóng. HIMARS chưa từng hoạt động ở chiến trường, nơi nhiệt độ có thể tụt xuống âm 20 độ C vào mùa đông. Ukraine có thể sẽ phải cân nhắc áp dụng chiến thuật mới để thích nghi với điều kiện chiến đấu trong thời tiết khắc nghiệt. Thậm chí, tờ The Wall Street Journal ngày 5 tháng 12 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đã can thiệp vào các HIMARS M142 trước khi chuyển cho Ukraine, để chúng không thể phóng tên lửa chiến thuật lục quân MGN-140 với tầm bắn 300 km. Hành động bí mật chỉnh sửa này nhằm ngăn Ukraine sử dụng HIMARS để phóng tên lửa chiến thuật lục quân trong trường hợp họ có thể mua lại từ những quốc gia sở hữu chúng hoặc chế tạo loại đạn tên lửa phù hợp. Mặt khác, về phía Nga, sau vài tháng bị thiệt hại không nhỏ do HIMARS, Moscow dường như đã bắt đầu tìm cách giải mã dòng vũ khí này. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Nga từng nhiều lần tuyên bố phá hủy xe phóng HIMARS nhưng chưa công bố video quay cận cảnh nào để chứng minh.